Trong giai đoạn giá thịt lợn đang leo thang từng ngày, thì mua được một ít thịt lợn cho bữa ăn gia đình quả thật là quý giá biết bao. Chính vì thế, ngày nay những tên trộm đã không còn trộm xe, trộm tiền hay trộm điện thoại nữa, mà giờ đây đã chuyển sang trộm thịt lợn. Đoạn clip ghi lại vụ trộm ở ngã ba Bến Gỗ, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Một thanh niên tiếp cận chiếc xe máy của người bán bánh mì. Những tưởng hắn ta loay hoay mở khóa để trộm xe, nhưng không. Tên này nhanh tay nhấc ngay túi thịt heo treo lủng lẳng trên đó. Sau đó, đối tượng leo lên xe có đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Tình huống đang khiến cho dân tình xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng chuyện bi hài này là do thịt lợn ngày càng tăng giá. Có thể nói thời buổi thịt lợn lên giá, chuyển qua trộm thịt thì có vẻ như là khả thi hơn là trộm xe. Hơn nữa, đã có ý đồ trộm cắp thì bất cứ cái gì cũng có thể lấy được. Thế nên cô dì chú bác mua được thịt heo rồi, nhớ cất cho thật kỹ, thịt heo cũng có giá lắm đấy nhỉ. Sáng ngày 23 tháng 12, đoạn clip ghi lại màn tranh cãi dữ dội giữa những người phụ nữ sau va chạm giao thông ở Hà Nội đã được đăng tải lên mạng xã hội, khiến cho dân mạng xôn xao bày tỏ nhiều ý kiến tranh cãi. Được biết, đoạn clip trên được một người phụ nữ trong sự việc livestream trên mạng xã hội Facebook vào sáng cùng ngày. Theo đó, chị chở con gái trên chiếc xe máy thì bị một chiếc ô tô tông trúng, hai mẹ con ngã từ trên xe xuống đường, riêng cô con gái bị bầm tím ở mặt. Khi yêu cầu người phụ nữ lái xế hộp xin lỗi thì người này lớn giọng thách thức. Trước thái độ thiếu hợp tác của người phụ nữ xe ô tô, người phụ nữ xe máy đã có hành động túm cổ nữ tài xế và kéo xuống. Màn tranh cãi đôi co khá lâu giữa những người phụ nữ khiến cho các phương tiện giao thông không thể di chuyển được. Cuộc tranh cãi giữa hai người phụ nữ diễn ra căng thẳng trong hồi lâu, hai phương tiện chắn giữa đường khiến nhiều người đi qua phải la ó rục rã. Mặc dù vậy, do vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nên người phụ nữ có con gái bị đau vẫn kiên quyết đứng lại chặn đầu xe ô tô của đối thủ. Theo người quay video, chị chỉ đồng ý bỏ qua nếu như được nữ tài xế ô tô xin lỗi một cách chân thành, không chấp nhận kiểu xin lỗi hời hợt. Chính vì thái độ kiên quyết này của chị, một người phụ nữ khác mặc váy đỏ, tự nhận là em gái nữ tài xế ô tô đã xuống xe để phản bác, cho rằng đã làm quá. Sau cùng nhận thấy không thể giải quyết theo hướng khác, nữ tài xế ô tô đã phải nhẹ giọng để xin lỗi mẹ con người phụ nữ đi xe máy. Nhận được lời xin lỗi theo mình là đã đủ chân thành, người phụ nữ bị ngã xe đã đồng ý bỏ qua. Đoạn clip trên được đăng tải đã khiến cho dân mạng xôn xao. Đa số đều cho rằng vấn đề ở đây là văn hóa ứng xử sau va chạm. Nếu như mỗi người đều có ý thức hành xử văn minh thì sự việc sẽ không ồn ào kéo dài gây ồn tắc như vậy. Được biết sau va chạm, bé gái con của người phụ nữ đi xe máy bị sái tay và thâm tím vùng mặt. Hiện đoạn clip trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sở hữu một đôi môi căng mọng quyến rũ là niềm ao ước của nhiều bạn gái. Thế nhưng không phải ai sinh ra cũng may mắn đẹp hoàn hảo. Và tiêm axit 17 lần để có đôi môi gợi cảm chết người là lựa chọn của một cô gái 22 tuổi. Vì tự ti về vẻ ngoài của mình, Andrea đã nhiều lần quyết định đụng đến dao kéo. Cô gái 22 tuổi thường xuyên nói rằng ngoại hình của mình giống búp bê Barbie. Như nhiều người khác, 9X chọn quy trình làm đẹp bằng cách tiêm axit hyaluronic vào môi. Hồi tháng 9, cô đã tiêm tổng cộng 15 lần. Chưa thỏa mãn, cô gái đến từ Bulgaria thực hiện thêm 2 lần, nâng tổng số mũi tiêm axit lên 17. Andrea bị ám ảnh về việc mình phải sở hữu đôi môi khác biệt và lớn nhất thế giới. Vượt qua lời ra tiếng vào của nhiều người, 9X thấy hạnh phúc sau khi biến đổi. Tôi thích đôi môi của mình bây giờ hơn trước đây. Tôi ổn và hạnh phúc. Một đôi môi lớn giúp tôi tự tin và quyến rũ hơn nhiều. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp trước đó của Andrea. Dù biết việc làm đẹp thì ai cũng thích nhưng mà kết quả ngược như thế này khiến nhiều người phải khóc thét. Mọi người đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh cô con gái nhỏ ghen giúp mẹ chưa? Đoạn clip sau đây sẽ phản ánh những điều có thật. Dù cho con gái thương ba đến cỡ nào, nhưng mà phát hiện ba mình nhìn gái đẹp thì cũng thay mẹ ra tay. Dường như thấy gái đẹp nên bản năng đàn ông được đánh thức, người bố lập tức bị thu hút và liên tục quay sang nhìn. Thấy vậy, con gái đang độ tuổi tiểu học khá là bực bội, đá chân và lay vai bố. Sau một hồi nhắc nhở mà bố vẫn không có ý định cải tà quy chính, cô bé tức giận, đứng bật dậy và hành động vô cùng dứt khoát. Tát bốp vào mặt bố. Giật mình trước sự phũ phàng của con gái, ông bố tỏ ra hối lỗi và rút trong túi quần ra chiếc kẹo mút nịnh nọt cô bé. Thật không uổng công sinh ra một cô con gái, dù không có mẹ ở bên vẫn quản bố rất chặt. Tưởng ra khỏi nhà là thoát khỏi tai mắt của vợ ư, nhầm rồi, một số cư dân mạng bình luận. Không biết đoạn clip trên thực hư tới đâu, nhưng mà vẫn khiến nhiều người thích thú, đặc biệt là các bà mẹ có con gái. Vì sinh con gái ra thì chắc chắn các chị lại có thêm đồng minh rồi, không cần đi cùng chồng thì vẫn nắm trọn thông tin đúng không?